Hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game đó là Cyber Hunter này mọi người. Tất nhiên là mình với lại các bạn thì cũng sẽ chơi trong chế độ đó là chế độ Stronghold nha anh em. Một chế độ mới đang rất là hot ở trong cái tựa game Cyber Hunter này nhé. Ok, thì đơn giản thôi, giới thiệu sơ qua cho những anh em nào mà chưa biết về cái chế độ Stronghold này. Tức là như này mọi người ạ. Anh em sẽ chơi game giống như kiểu là nó sẽ có một chỗ, thế anh em sẽ đánh dấu chủ quyền tại đấy. Và tất nhiên là nó sẽ tăng cái phần trăm nha mọi người. Đấy. Khi nào mà phần trăm nó tầm khoảng là gần 100% thì anh em sẽ chiến thắng nha. Ok này. Let's go. Và ngày hôm nay lúc đầu trận thì mình đã lựa chọn vai trò đó là người bắn tỉa này mọi người này. Có được hai khẩu súng này thì khá là ổn rồi. Ngoài ra thì ở đây, cái khu vực mà anh em đang đứng ở đây thì nó chính là cái khu vực hồi sinh nha. Nó sẽ cung cấp cho anh em rất là nhiều những cái đồ để cho anh em lượm nhá. Đồ ngon thì các bạn tất nhiên là sẽ kiếm top nó dễ dàng hơn rồi. Được rồi mọi người ơi, ok này, let's go nào. Không để cho anh em phải chờ đợi hơn nữa này. Ui, đậu xanh. Đứa nào đã lập chiến công đầu rồi vậy? Ok. Mọi người để ý là nhìn những cái ký hiệu ở trên bản đồ nha anh em ơi. Đấy là kẻ địch nha anh em ơi. Từ từ cơ nào. À, công nhận là mình còn chưa nhìn thấy chúng nó nữa cơ. Nên là kệ, cứ chạy lên trên cái đá anh em ạ. Lên luôn sao phải ngại nhỉ mọi người. À, đội đỏ nó đang chiếm cứ cái khu trên này rồi nha em ơi. Mình sẽ phải giành lại cái khu này cái đã. Đánh dấu lại lãnh thổ luôn nhỉ. Ok này. Cái đậu xanh này. Em ơi, sao đấy em ơi, sao đấy em ơi. Ok này, một kill đầu tiên nhá. Ui, Cyber Hunter này thì chủ yếu toàn người Trung Quốc chơi nhỉ anh em nhỉ. Cái đậu xanh này, đó. Đây, điểm phí nghề nghiệp hả? Nói chung là nó Việt sắp chưa chuẩn cho lắm này. Nhưng mà đây, thì mình đã đánh dấu lại chủ quyền rồi nha anh em ơi. Và anh em có để ý là ở bên trên cùng đấy, anh em thấy cái vạch phần trăm nó đang tăng dần hơn chưa anh em? Ok. Đã lên đến đó là 3%, 4% này. Và nó sẽ vẫn tiếp tục tăng dần nếu như mà đội đỏ các bạn ấy không chạy qua đây. Đó, tất nhiên là nhiều phần trăm hơn thì sẽ win thôi nha em ơi. Let's go nào. Chúng ta là sẽ phải đánh dấu chủ quyền. Sau khi mà đánh dấu chủ quyền thì anh em sẽ bảo vệ cái chủ quyền đấy. Đó. Ví dụ như là đây này. Có người này, có người này, có người này em ơi, làm sao đấy. Ui dồi ôi. Có vẻ như là khoảng cách là hơi bị sai anh em ơi, nên là bắn khá là khó trúng này. Đậu xanh này thi thoảng mới trúng một phát thôi anh em ạ. Ai căng phết nhỉ, không đổ được đâu anh em ơi. Rồi thôi kệ đi, thì mình cứ chạy tạm lên đây cả đã. Wow, để coi nào anh em. Cái đậu xanh phía trước thằng nào bắn vậy? Ắt đủ. Từ từ anh em ạ, thính rơi. Thính rơi kìa, kìa kìa. Phía trước có ngay một thằng địch nhé này. Ok này. Đậu xanh này, muốn gì em ơi, muốn gì em ơi. Nãy giờ mình mới được có hai kill chứ à. Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh. Uầy, chưa đai cả. Máu trâu vậy. Đây ok, và mình sẽ tiến lại gần hơn nữa này. Ồ, khá là đông vui đây anh em ơi. Ơ, vãi trưởng. Cái gì vậy? Thế nào mà đội đỏ nó lại tăng phần trăm rồi. Thế nhưng là chúng nó lại đánh dấu chủ quyền lại rồi anh em ơi. Ok, bình tĩnh. Bình tĩnh anh em ạ, cứ phải từ từ đây. Tôi sẽ xem xử lý chúng nó nha. Ơ, vãi trưởng, quay lại. Quay lại nhanh anh em ơi. Nhanh không là nó lại đánh dấu chủ quyền bây giờ. Kìa kìa. Nó lên 17% rồi cả. Ok đây. Anh lên anh xử các chú luôn nhá. Dám đánh dấu lung ta lung tung à. Thật sự là mình thấy là chế độ thủ thành này là một chế độ chơi game cực kỳ là hay và thú vị nhá. Tên tiếng Anh của nó là Stronghold anh em ạ. Đậu xanh. Nói thật với anh em là mình không giỏi tiếng Anh nữa. Được rồi. À, để coi nào mọi người, let's go nào. Ủa, vẫn là vùng đỏ hả? À, có địch có địch. Mình phải kill nó xong cái đã anh em ơi, thì nó mới chuyển lại thành vùng xanh nha. Căng căng căng. Đậu xanh anh em ạ, đang chơi hay làm quả nó bị out ra ngoài này. Ok. Rồi nhé, đây, đậu xanh mình đang đứng thủ ở đây rồi. Thế còn đội đỏ, chúng nó đâu rồi anh em ơi đây? Thôi thôi, cứ cái kiểu này thì team mình lại sắp win rồi nha em ơi. Ok nhá. Ui. Nào để có nào, người đâu? Người đâu vậy? À đây. Trên này á hả? Ok luôn, lên kiếm sứ mạng nào. Cái đậu xanh này, ok, 4 kill này. Còn ai nữa không em ơi?
Chưa thấy chúng nó đâu anh em ơi. Ok luôn, ui. Bên này nhá, mãi xa nhé, mãi xa nhé này. Ui rồi ôi, chúng nó chạy như kiểu là đậu xanh, như kiểu chó đuổi vậy anh em ạ. Cái đậu xanh này, ui hai đứa luôn cả. Đứng nghiêm một chỗ cả. Lác hả em ơi? Chắc là lác rồi anh em ơi, lác hả, lác hả này. Ui rồi ôi, 6 kill luôn, ngon lành chưa anh em ơi, thật kìa. Còn thằng này nữa này, bất khả chiến bại rồi cả, ghê. Cái đậu xanh này, bay nhảy đi em ơi. Chuẩn bị là team anh win rồi nhé này, bay nhảy này thì team anh cũng win luôn nha. 7 kill rồi mọi người ơi. Ngon lành cành đào nhỉ. Được rồi, hợp lý. Nào, let's go nào các bạn ơi. Qua phía này nào. Sắp chiến thắng nữa rồi. Đây, chia buồn với cái địch ở trong ván đấu đi nha bạn ơi. Tầm này cho nó chạy qua không kịp đâu anh em ơi, bởi vì là từ đấy qua đây là cũng hơi bị xa đấy. Nó phải chạy qua rồi đấy là kill cả team mình thì mới chiếm lại được cứ điểm cơ. Ui rồi ôi, làm sao đấy. Đây đang cố gắng gọi là tôi sẽ kiếm thêm được sứ mạng này. Ơ nhưng mà bắn ở xa như này thì hơi bị khó khăn anh em ạ. Yes, và chiến thắng rất nhanh anh em ơi. Ngon lành luôn này. Sĩ kẹo 7 kill. Hello anh em, và một trận stronghold như vậy thì nó diễn ra và kết thúc rất là nhanh luôn. Thế nên là chúng ta sẽ tiếp tục chơi trong chế độ stronghold nha mọi người ơi. Và ok, lúc này mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái kinh nghiệm để cho anh em là có thể là lấy top 1 chế độ mới trong tựa game Cyber Hunter. Chế độ stronghold cực kỳ là hot hiện tại nha anh em ơi. Hiện tại thì chế độ này nó sẽ mở theo khung thời gian nhất định nha, nên là mọi người nhớ chú ý vào để chơi game nhé. Chứ còn anh em nó sẽ không mở cả ngày đâu. Được rồi, ok, đầu trận thì tha hồ đồ ngon cho anh em có thể loot được này. Vẫn là vai trò người bắn tỉa. Ok, mình thích cái vai trò như vậy. Quan trọng là súng bắn tỉa, quan tài rỗng với lại khẩu súng trường Alpha tự do. Thì hai khẩu này bắn cực kỳ là chất chơi người dơ nha mọi người. Đấy, lý do mà kẹo yêu thích cái vai trò người bắn tỉa như vậy. Thật sự là anh em chơi game các bạn sẽ lựa chọn những cái vai trò khác nhau nha. Thì anh em là có thể là chọn đi chọn lại giữa các cái vai trò đấy để trải nghiệm. Thì nó sẽ thay đổi một số những cái khối lượng tử anh em xây dựng nó sẽ khác nha anh em ơi. Và vai trò của anh em sẽ khác. Nói chung là anh em tập hợp lại và cố gắng kiếm top thì nó đơn giản thôi. Được rồi mọi người ơi. À, đậu xanh này, đậu xanh này, đậu xanh này em ơi, làm sao đấy. Làm sao đấy em ơi. Ok ok, anh em bình tĩnh nhé này, cái đậu xanh này. Ây, đông vui quá nhỉ anh em nhỉ. Ơ cái đậu xanh. Uầy, thằng nào bắn tôi ghê vậy hả. Bình tĩnh anh em ơi. Bình tĩnh anh em ơi, làm gì mà căng thẳng với nhau vậy. Làm gì mà phải căng thẳng với nhau vậy. Úi dồi ôi này. Thì chơi trong chế độ này anh em chơi giống kiểu như là 8v8 nha mọi người. Cái đậu xanh này, mấy thằng rơm rơm này, để mình coi nào. Úi dồi ôi, làm sao đấy em ơi. Lại còn kiểu là thập thò sau cái rào chắn cả. Coi chừng là vỡ đầu nhé. Anh không đùa đâu. Coi chừng là các chú vỡ đầu nhé. Thì đừng hỏi tại sao. Đừng có buồn luôn nha em ơi. Ok luôn này. Mạng đầu tiên luôn. Chuẩn bị mạng thứ hai nha. Ê, dựng nhanh thế nhở. Dựng tường chắn nhanh thế nhở. Thế này ai chơi nổi. Thế này ai chơi nổi này. Đậu xanh này, chạy đi em ơi. Đúng rồi nha em. Nó trốn hết cả rồi nha em ạ. Cái đậu xanh. Trốn này, trốn này, trốn này, trốn này, trốn này em này. Muốn trốn nữa không hả em ơi. À, từ 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 từ. Từ từ công ạ. Từ từ công ạ. Bắn cái khẩu súng trường Alpha tự do này anh em ạ. Về ống ngắm 2x thì bắn nó không tốt lắm này. Lấy quan tài rỗng rỉa cho phê này. Ok này, kill thứ hai này. Lúc nãy là mình cũng vừa kill nó xong, bây giờ nó hồi sinh mình lại kill nó nữa anh em ơi. Úi dồi ôi, làm sao đấy, lộn hả. Lộn đi đâu em ơi. Có giỏi lộn qua đây đi em này. À, hiện tại thì mình đang cố thủ ở đây và chiến thắng đã lên đến đó là 30% rồi anh em ơi. Đội đỏ thì vẫn là 0% nhé. Cái đậu xanh này, ui ui, bắn ra thế nhỉ, không thể ngăn cản luôn. Sĩ kẹo 3 kill rồi nhá. Đã bảo là không thể ngăn cản được sĩ kẹo rồi cơ mà. Từ từ, từ từ công ạ. Tôi là tôi hơi bị xoắn nha, nên là cứ từ từ nhá, từ từ. Nào lên, let's go luôn này. Ok anh em ơi, anh em thấy địch chưa nhỉ? Đây rồi này. Ui, khoảng cách hơi xa nên là bắn hơi mệt anh em ơi. Cái khẩu quan tài rỗng của mình hiện tại thì hết đạn rồi cơ, nên là hơi khoai. Đành cứ phải chơi tạm bằng khẩu Alpha tự do này vậy. Thôi cũng được, không sao cả. Anh em chơi quen súng thì mọi thứ nó bình thường thôi. Cái đậu xanh này, chạy đi em ơi. Đúng rồi, chạy đi em ơi. À, chạy này em này, 4 kill luôn này.
Let's go mọi người ơi. Tiếp tục đẩy lên nào. Đấy, làm quả tôi dựng cho canh lên, cảm giác dễ chịu vãi chỗ của anh em ơi. Thích sấy thằng nào thì sấy được luôn này. Ơ, thằng kia hình như là nó vừa hồi sinh nên là anh em bắn nó không mất máu nha. Ok ok ok, hiểu rồi nhé. Ui, ui bọn này lên bản điểm số liên tục anh em ơi. Độ xanh của tôi ngày hôm nay sẽ làm trùm khu này nhé này. À, cứ chạy đi em ơi. Đúng rồi này, đang hồi sinh à? Từ từ anh em ơi, đang hồi sinh đừng bắn tốn đạn. Cái đậu xanh này, đúng rồi, thằng nào người vàng lại vừa mới hồi sinh nha anh em ơi. Cái đậu xanh này sao vậy em ơi, chạy đi em ơi. Úi dồi ôi, nhìn kìa nhìn kìa. Đội đỏ cho nó chạy như kiểu là gà lạc đàn vậy anh em ơi. Được rồi nhé này, đậu xanh này 6 kill này, thằng nào nữa? Thằng nào muốn lên bản điểm số nữa, qua đây em ơi. Úi dồi ôi, vai trò người bắn tỉa anh em có một cái nhảy lên khá thú vị nhở. Ê tôi quên tôi chưa bật dù anh em ạ. Thì anh em trải nghiệm từng cái vai trò, nó sẽ có những cái chức năng của khối lượng tử riêng cho anh em chơi nhá. Cái đậu xanh này sao vậy? Sao vậy? Sẽ có kỹ năng riêng để cho anh em chơi. Ok nào, bình tĩnh nào. Kìa kìa, lại là một đứa mới hồi sinh anh em ấy. À, có đứa thì nó lại dùng cái hàng rào phòng thủ cả. Giống kiểu rào chắn cả, sợ quá nhỉ. 7 kill rồi, 7 kill đủ ngon cho anh em ấy. Vâng, và đội xanh chuẩn bị win rồi nha. Trông cái phản lực này hay vãi trưởng. Đó, kỹ năng của người bắn tỉa nha anh em. Lúc mà nhảy xuống anh em chỉ cần là bật lại cái drone lên, nó sẽ hỗ trợ cho anh em nha. Cái đậu xanh này chạy đi em ơi. Úi dồi ôi, chiến thắng nữa rồi. Tuổi gì em ơi. Yes, như vậy là mình đã chiến thắng và tiếp tục lại là 7 kill rồi nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Và anh em hãy nhanh chóng vào game trải nghiệm chế độ Stronghold nhé.